Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 6, giá vàng trong nước ghi nhận phiên giảm đồng nhất ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 50 cho đến 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới đã chốt phiên tuần vào rạng sáng nay ở dưới ngưỡng 1.950 đô la Mỹ một ounce, khi đồng đô la và lãi suất kho bạc của Mỹ quay đầu tăng trở lại. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 350.000 đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 070.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66 triệu 350.000 đồng một lượng, chiều bán 66 triệu 950.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 450.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66 triệu 950.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 500 cho đến 600.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm ở cả hai chiều. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66 triệu 400.000 đồng một lượng, chiều bán 67 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng chiều mua và 50.000 đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 400.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh giảm 50.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 600.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC giảm 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 350.000 đồng một lượng, chiều bán 66 triệu 950.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu giảm 70.000 đồng một lượng ở chiều mua và 80.000 đồng một lượng ở chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66 triệu 400.000 đồng một lượng, chiều bán 66 triệu 950.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC giảm 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 450.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66 triệu 900.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank không có sự thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên liền trước đó. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66 triệu 500.000 đồng một lượng, chiều bán 66 triệu 900.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm ở cả chiều mua và chiều bán từ 63.000 đồng một lượng đến 150.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21 triệu 546.000 đồng một lượng đến 55 triệu 550.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23 triệu 546.000 đồng một lượng đến 56 triệu 500.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã chốt phiên tuần vào rạng sáng nay tại mức 1.947,5 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên cuối tuần, vàng thế giới đã giảm khoảng 29,2 đô la với tỷ lệ 1,48%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên cuối tuần
1947 đô la Mỹ và cao nhất 1983 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 27.146 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã giảm 0,38%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã chốt tuần tại mức 104,041 điểm, trong phiên đã tăng 0,46%. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ chốt tuần tại mức 3,696% một năm, tăng 2,7% trong phiên. Giá dầu thô thế giới cũng đã chốt tuần tại mức 71,989 đô la Mỹ một thùng, tăng 2,63% trong phiên. Thưa các bạn, giá vàng thế giới lại một lần nữa rơi xuống dưới vùng 1.950 đô la Mỹ một ounce khi báo cáo việc làm của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 55 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 11 triệu 700 nghìn đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 1 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Giá vàng thế giới rạng sáng nay tiếp đà giảm mạnh, với giá vàng giao ngay giảm 29,2 đô la Mỹ xuống còn 1.947,5 đô la Mỹ một ounce. Vàng tương lai tháng 8 giao dịch lần cuối ở mức 1.964,3 đô la Mỹ, giảm 31,2 đô la so với rạng sáng ngày trước đó. Như vậy, nếu quy đổi theo tỷ giá đồng đô la tại ngân hàng, giá vàng thế giới đã giảm gần 1 triệu đồng một lượng. Kim loại quý thế giới trong phiên giao dịch cuối tuần đã giảm mạnh khi báo cáo mới đây cho thấy thị trường việc làm của Mỹ vẫn rất khỏe mạnh. Cụ thể, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Bộ Lao động Mỹ cho thấy đã có 339.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng 5. Con số này cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế và số lượng việc làm tháng 4 đã được điều chỉnh. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3,7% trong tháng 5 từ mức 3,4% của tháng 4. Theo một số nhà phân tích, dữ liệu việc làm mạnh mẽ đã chỉ ra rằng mặc dù Ngân hàng Trung ương có thể tạm dừng nhưng vẫn chưa thể hoàn thành việc tăng lãi suất. Một số nhà phân tích cho rằng sự thay đổi dài hạn này trong kỳ vọng lãi suất có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá vàng. Các thương nhân và các nhà đầu tư vẫn đang xôn xao về báo cáo của tạp chí Phố Wall ngày hôm thứ Năm cho biết Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có khả năng sẽ tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 6 trước khi tăng lãi suất một lần nữa vào cuối mùa hè này. Đó là một sự thay đổi lớn so với kỳ vọng của thị trường gần đây rằng Fed sẽ tăng lãi suất một lần nữa tại cuộc họp tháng 6. Tuy nhiên, tạp chí Phố Wall đưa ra nhận định một báo cáo việc làm nóng vào thứ 6 có thể sẽ dội một gáo nước lạnh vào kỳ vọng tạm dừng tăng lãi suất. Ở một diễn biến khác, sau nhiều nỗ lực, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trần nợ công sau khi dự luật này đã được Hạ viện thông qua vào cuối ngày 1 tháng 6. Sau khi được thông qua ở cả Thượng viện và Hạ viện, dự luật này sẽ được trình Tổng thống Mỹ ông Joe Biden. Dự luật được thông qua đã ngăn chặn được khả năng nước Mỹ vỡ nợ trước hạn chót chỉ vài ngày, tức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng trong phiên giao dịch cuối tuần vì thế mà bị ảnh hưởng. Mặc dù giá vàng đang đè nặng bởi kỳ vọng lãi suất và các yếu tố khác, các chuyên gia vẫn duy trì sự lạc quan với kim loại quý này khi cho rằng sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của nó vẫn chưa hết. Mối lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế sắp diễn ra là lý do mà các nhà đầu tư nên nắm giữ vàng. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.